Ê, dừng lại đi. Đợi đến lúc tìm hiểu xem món ăn nào đang chờ đợi các anh hùng của chúng ta. Burger sao? Wow, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho thử thách mới của chúng ta chưa? Oh, okay. Vậy thì bắt đầu thôi. Bà đang bắt đầu với bánh mì của burger rồi. Vâng, bánh mì nướng sẽ ngon hơn rất là nhiều. Bây giờ, chúng sẽ cần thịt băm. Bà đang làm thịt viên từ cái thịt băm này, cho vào trong chảo rán và dùng cái thìa để ấn nó xuống như thế này. Thịt đã sẵn sàng, bây giờ một lát phô mai thơm ngon và tất nhiên là bánh burger gì mà không có cà chua chứ. Một hành tây và bánh mì ở trên cùng. Bà đã hoàn thành công việc rất tuyệt vời, bây giờ đến lượt chị gái rồi. Có vẻ như bánh mì thường sẽ không hoạt động. Cái gì? Đây là bánh donut sao? Trông ngon thế. Người chị đang cắt chiếc bánh rán thành hai nửa. Và lấy cả sô-cô-la ra sao? Ôi, rất là ngọt. Nhưng mà chị gái ấy còn có thứ khác. Ồ, đây là cái chua chua. Rất là chua nhưng mà rất là ngon đó. Và thêm cả marshmallow nữa. Một ít mứt cam. Và siro. Tại sao không chứ? Bây giờ chúng ta sẽ che chiếc burger thần kỳ này mình bằng bánh mì. Đấy, bây giờ đẹp quá. Có vẻ như bà đã đánh giá các công việc của cháu gái mình. Nhưng Wednesday không dễ gây bất ngờ như vậy đâu. Chúng ta bắt đầu như thường lệ với chiếc bánh mì. Tất nhiên là với những chiếc bánh màu đen rồi. Wednesday đang làm gì với miếng phô mai vậy? Ồ, trông nó tuyệt lắm sao? Một miếng dưa chuột. Ồ, wow. Burger này như kiểu có cái lưỡi vậy. Nhưng mà thiếu một cái gì đó. Thật tốt là luôn có bàn tay ở gần Wednesday giúp giải quyết mọi vấn đề. Ồ, kẹo mắt dẻo sao? Có vẻ như là những gì Wednesday đang cần. Bà, hãy cẩn thận. Cái này là bàn tay, hoàn toàn vô hại. Bây giờ Wednesday đã có mắt dẻo dẻo rồi. Và nó đã cắm lên trên burger. Các bạn hãy nhìn xem. Ôi, nó thật là đáng sợ. Nhưng mà trông rất là ngon miệng đấy chứ. Nào sao Margot, đến lúc phải thử rồi. Ồ, cái này đói quá. Burger này trông rất là khác thường. Hãy thử nào. Ôi, rất là ngon, mình rất là thích. Nào, chúng ta sẽ tiếp theo có gì? Trông cũng rất là bình thường. Ôi trời ơi, đây là hành sao? Eo ơi, kinh quá, không ăn đâu. Chúng ta có gì ở đây đấy? Ôi, trời ạ, đây là kẹo ngọt yêu thích của mình mà. Trời ạ, cái này rất là ngon đấy chứ. Nào, chúng ta đến lúc phải giành người chiến thắng rồi. Đây, cái này. Nào, cái này rất là ngon. Sao, chúc mừng Wednesday. Mình đang nghĩ rằng hay là đây là nụ cười. Nụ cười của Wednesday. Wow, có vẻ như ai đó ngại rồi. Ồ, có vẻ như chị và tay đang chơi với nhau rất là hợp đó. Để đến lúc bàn tay phải về nhà rồi. Nào, con anh hùng của chúng ta sẽ chuẩn bị món ăn mới nhé. Sô-cô-la nóng. Có ai không thích thức uống này chứ? Mình hy vọng mọi người đã sẵn sàng rồi. Đi thôi. Bà là người đầu tiên lại nấu ăn một lần nữa rồi. Bà sẽ đổ sữa vào trong nồi, sau đó bột cacao. Đừng quên phải quấy lên nhé. Ôi, đúng rồi. Cả thanh sô-cô-la sẽ làm hương vị đậm đà hơn rất là nhiều. Ôi, nhìn nó thật là đáng yêu. Bà đã đổ sô-cô-la vào chiếc cốc đặc biệt dành cho mình. Đấy, được làm bằng bất cứ tình yêu nào. Bây giờ đến lượt chị. Này, coi chừng, cậu có thể ăn cả sô-cô-la đấy. Vâng, bà đã nói đúng. Chỉ có thêm một ít đường thôi. Ôi trời ạ, cậu ấy định làm gì vậy? Ôi, hãy nhìn nhiều đường như thế này. Bà không đồng ý với như vậy đâu. Thôi, đến lúc phải cho sữa vào rồi. Ôi, bạn phải cẩn thận chứ. Như này thì có thể làm hỏng hết cả nguyên liệu đấy. Bây giờ, cho thêm một ít cả màu vào đây nữa. Hãy nhìn xem đẹp chưa. Ồ, kem trông rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Bây giờ thì rắc thêm một ít topping nữa như thế này. Wow, trông thật là đẹp. Đấy, chị đã làm gần như xong rồi. Phần cuối cùng là cho kem đánh bông lên trên và marshmallow nữa. Ôi không, và chưa phải kết thúc đâu. Tất cả những cái topping này trông thật là đáng yêu. Wow, chúng có ăn được không không biết. Và cả một cái ống hút tuyệt vời này, 10 trên 10 điểm. Sao Wednesday,
Bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Mà không có sự giúp đỡ của tay không thể nào mà làm được gì. Ôi, chiếc cốc thật là đáng sợ. Thôi, bà ơi, hãy cẩn thận đi nhá. Wednesday đang đổ sô-cô-la vào cốc của mình. Cho kem đánh bông lên. Và siro dâu. Trông cũng rất là tuyệt vời đấy chứ. Và đây là Haribo nữa. Các bạn hãy nhìn xem cái phần sô-cô-la thật là sẵn sàng. Wow, thật là ngon. Thật là đẹp. Và rất là ngon nữa chứ. Mình rất là thích nó. Và đây là sô-cô-la của bà. Cũng rất là ngon. Oh wow, còn đây là cái gì nữa đấy? Trông thật là lạ. Nhưng mà mình sẽ thử thôi. Cũng không tệ. Và người chiến thắng là chị gái yêu thích của em. Xin chúc mừng cậu nhé. Nào, có vẻ như các anh hùng của chúng ta đã sẵn sàng cho một thử thách mới rồi. Điều gì đang chờ đợi họ lần này? Wow, đó là khoai tây chiên mà. Có rất là nhiều cách để nấu và phục vụ món này. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem các anh hùng của chúng ta sẽ chọn cách nào nhé. Tất nhiên là khoai tây sẽ cần gọt vỏ trước. Ôi, người chị đã chọn một cách rất là khác thường để gọt khoai tây. Bà không hài lòng đâu. Nhưng mà làm sao bà có thể giận được cháu gái yêu thích của bà chứ? Ôi, cháu gái yêu của bà. Bây giờ cần khoai tây ra, như thế này này. Và chị đang rất là nóng lòng rồi đây này. Chị đang cắt khoai tây bằng một con dao đặc biệt. Các bạn hãy nhìn xem, nó rất là đẹp đúng không? Đã đến lúc cho một ít màu sắc vào rồi. Oh wow, mọi thứ thật là sáng rực rỡ. Bây giờ thì chúng ta sẽ thêm dầu vào và có thể chiên khoai tây tươi sáng của chúng ta trong chảo. Tuyệt lắm. Các bạn phải cẩn thận khi dùng với dầu nóng nhé. Ê, cẩn thận, không thì bỏng bây giờ. Khoai tây đã sẵn sàng, bây giờ chỉ cần trang trí thật là đẹp và có thể đưa lên rồi. Bà luôn như mọi khi rất là thích mọi thứ. Và bà cũng rất là thích cách truyền thống hơn. Và đôi khi phiên bản cổ điển lại tốt nhất phải không? Ôi đúng rồi, khoai tây chiên này ai cũng biết. Khoai tây chiên vào sốt cà chua. Ôi bà làm tốt lắm bà. Ờ đúng rồi, bà làm rất tốt. Và điều gì chúng ta sẽ làm ngạc nhiên của Wednesday đây? Khoai tây của Wednesday đã sẵn sàng. Có vẻ như chúng ta đang chuẩn bị một cái suất ăn rất là khác thường phải không? Wow, còn cái này là cái gì? Ôi không, có vẻ như Wednesday đã nhầm lẫn rồi. Bà ơi, bà nên che mắt lại đi. Đừng có nhìn nhá. Ôi, chúng ta đang dừng lại ở đâu rồi? À, đúng rồi, khoai tây chiên, nhộn khoai tây màu đen. Ồ, nhìn có vẻ rất là đẹp đấy chứ. Và bây giờ chỉ cần cho thêm cả ketchup vào nữa thôi. Và mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Ôi, chị gái đã khen Wednesday rồi. Nhưng mà không biết Margot sẽ đánh giá nó như thế nào. Ôi, chúng ta có gì đây? Ôi, đây là khoai tây bị đốt cháy sao? À không, nó ngon đấy chứ. Còn chấm với sốt cà chua thì quá là siêu. Mình không thể cưỡng lại và ăn hết đến miếng cuối cùng. Ngon quá. Sao, bây giờ là thí sinh tiếp theo nhá. Nhìn cũng không tồi. Ồ, không tồi chút nào. Nhưng như này sẽ còn ngon hơn. Thôi nhá, chào tạm biệt khoai tây. Nhầm nhầm nhầm. Ôi, tuyệt lắm. Có vẻ như là mình ăn hơi no. Nhưng vẫn còn miếng thứ ba. Ôi, trời ạ, khoai tây ngon quá. Ồ, cái này cũng rất là ngon. Wow! Miếng cuối cùng nào. Ui. Đừng, không sao đâu. Mình ổn. Sao, các bạn đã sẵn sàng cho phần tiếp theo chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Pancake sao? Ồ, nó ngon làm sao. Tớ hy vọng canh hùng của chúng ta biết cách nấu món ăn tuyệt vời này. Sao, đi thôi nào. Bà như mọi khi sẽ nấu ăn trước. Nhẹ nhàng đổ bột lên. Đấy, cho lên chảo. Thấy vỏ chưa? Vậy là đến lúc phải lật rồi đấy. Đấy, cái này thì quá hoàn hảo rồi. Đó là ý nghĩa của nhiều năm kinh nghiệm đó. Wednesday, có chuyện gì vậy?
Có vẻ như ở đây cần tay rồi. À, tất nhiên rồi, thuốc nhuộm màu đen. Ai lại ngờ chứ, đó là Wednesday mà. Hãy nhìn màu sắc đi đi. Ôi, có vẻ như cậu ấy hơi quá rồi. Ôi, thôi được rồi, quay lại về món pancake của chúng ta nhé. Nó đẹp làm sao? Vâng, thực phẩm màu đen luôn trông rất là phong cách. Màu sắc yêu thích của các bạn là gì? Hãy để lại phần bình luận của bạn nhé. Và có thể ở trong video tiếp theo chúng tôi sẽ nấu món mà có màu sắc yêu thích nhất của bạn đó. Trong khi chờ đợi chị, dường như mọi thứ đang điều gì đó rất là thú vị. Wow, đây không là bánh kép mà là một nghệ thuật này. Ôi, có vẻ như cái này không muốn đổ ra. Nào, đổ ra đi. Ôi, trời ạ, cái này đã trúng vào mắt được rồi. Nhưng mà không sao. Trong cái món này không được bỏ cuộc đâu. Chúng ta tiếp tục nhé. Ôi, hãy nhìn xem nó đẹp làm sao. Người chị đã làm được một cái bánh rất là tuyệt vời đó. Ôi, nhưng cái lúc này bà luôn rất tự hào về cháu gái của bà. Còn của bà thì có gì? Có vẻ như tất cả những cái bánh pancake rất là tuyệt vời. Tất nhiên là bánh pancake và cả siro và cả bơ nữa. Ồ, bánh của Wednesday cũng đã xong rồi. Nhìn nó trông cũng rất là khác thường. Wednesday đang cho chúng lên trên đĩa. Và thêm siro yêu thích của mình. Wow, đây là con nhện sao? Bà ơi, cẩn thận. Nhưng con nhện này được làm từ sô-cô-la. Nào Margot, đến lúc phải thử rồi đấy. Đây là cái gì nữa đây? Trời ạ, à, nhìn này đáng sợ quá. Thôi được rồi, mình sẽ ăn thử. Không tệ chút nào. Sao, tiếp theo có gì? Ôi, cái này ngon quá. Wow, vị quá tuyệt vời luôn. Oh wow, còn đây cả vẻ đẹp gì nữa đây? Món này thật là tuyệt vời. Ồ, rất là tuyệt đó. Yeah, chạy thôi. Và người chiến thắng là chị gái. Rồi, nhìn cái này mình rất là thích luôn. Yeah, một ngày thật là tuyệt vời Wednesday. Kính cho bà đi, bà không nhìn thấy gì mà. Mình muốn bánh rán. Mọi người có thể làm cái này chứ? Để xem nào. Ok, mình đã sẵn sàng. Ôi, bà sẽ rất vui làm chiếc bánh rán này cho các cháu. Nhân tiện, bây giờ bà sẽ đổ bột vào máy làm như thế này. Đấy, cái này gọi là như vậy vậy. Đấy, bây giờ bà sẽ đóng nó vào như thế này. Bây giờ chỉ cần đợi một chút thôi. Còn bây giờ, mình sẽ làm chiếc bánh rán cầu vồng đáng yêu. Bởi vì một chiếc bánh rán đơn giản rất là nhàm chán. Của mình sẽ là thứ óng ánh nhất, tươi nhất và tất nhiên là đẹp nhất rồi. Mình chắc chắn sẽ chiến thắng trong thử thách này rồi. Đóng vào nào và đợi nhá. Ôi, cháu làm giỏi lắm. Cháu sẽ làm được thôi. Wednesday thế còn cháu thì sao? Tất nhiên là bánh rán của mình sẽ màu đen, ngon nhất và tuyệt vời nhất rồi. Nhưng mà còn thiếu cái gì đó. À đúng rồi, nước sốt ngon. Tay, giúp đi. Ôi, đáng sợ quá, bà sợ cái tay này. Bỏ nó ra. Cảm ơn tay. Bây giờ mình có thể đổ ra bát được rồi. Bây giờ mình sẽ có dùng cái này. Cái này sẽ dễ dàng hơn để trang trí bánh rán. Đây là những gì mình cần. Ôi, trời ơi, máu. Bà ơi, đây chỉ là nước sốt dâu thôi. Ôi, làm bà sợ quá. Ừ, cái này cũng buồn cười đấy. Bây giờ mình sẽ trang trí bánh rán của mình với nước sốt và loại mè ngon nhất. Đây là mình biết, trời ạ, thật là rất đẹp. Ôi, bà không biết đâu, trông chúng đáng sợ lắm. Còn bánh rán đáng yêu của bà đã sẵn sàng rồi. Bà sẽ để lên và tất nhiên là rắc đường bột lên. Đây là một cái classic. Đây là những gì cần. Nhìn đây này. Không có gì. Bà tuyệt lắm bà. Còn bây giờ hãy xem cầu vồng của mình như thế nào nhé. Ôi, cái này thật là đẹp. Cháu là một đầu bếp thực sự. Còn bây giờ mình muốn rắc kẹo rắc. Ôi, không mở ra được. Ôi, cái nắp thở hơi này nữa. Ồ, oh, wow. Ôi, cháu không làm. Không sao.
sợi rắc như thế này. Đấy, thế là bánh rán của mình xong rồi. Ăn thôi nào Jill, chúc cậu ngon miệng. Ôi, nhìn trông ngon thật đấy. Ôi, chiếc bánh rán này rất là hài hước và rất là thú vị. Mình sẽ thử nào. Ôi, nó khá ngon đấy chứ. Mình rất là thích nó. Sao, có cái gì tiếp theo nào? Cái này trông đơn giản quá, nhưng mà cứ thử xem nào. Ừ, cũng được đấy, nhưng mà mình muốn ăn cái gì đó hay hơn. Ồ, nhưng chiếc bánh này thật là tuyệt vời. Nó còn có mùi cầu vồng luôn đây này. Mình mong là nó sẽ ngon. Ôi, đúng rồi, quá là tuyệt vời. Tất cả rất là ngon. Nhưng mà cái này sẽ thắng này. Mình thắng sao? Tuyệt. Ôi, mở cái này ra như thế nào? Lần này mình muốn ăn pasta. Ở đây nước sôi của bà đã sôi rồi. Vì vậy bà sẽ nhanh chóng chuẩn bị món mì ngon nhất thế giới. Nước của mình chắc cũng sôi rồi. Nhưng mà cần phải làm này. Tay đến đây. Bây giờ hãy giúp tớ tìm hiểu xem nước sôi chưa nhá. Ồ, cảm ơn cậu rất nhiều. Thầy có vẻ sôi rồi đấy. À, có thể cho pasta vào rồi được rồi. Ok. À, bà chắc chắn là bà sẽ thắng rồi. Cháu nhìn gì vậy? Còn cháu thì sẽ tự làm mì ống riêng. Cháu sẽ lấy bột mì. Ôi, achiu. Ôi, cháu trong bột mì. Nhưng không sao, cái này thậm chí còn vui. Đấy, bà sẽ đặt bột mì lên bảng và là món mì thủ công chân chính thực sự. Thêm trứng và muối. Đấy, bây giờ nhào bằng tay. Cái này không đơn giản, nhưng mình chắc chắn rằng mì của mình sẽ ngon nhất thế giới. Mình sẽ cắt từng miếng một và tất nhiên là sẽ cho đủ các loại màu khác nhau. Như thế này này. Đấy, bây giờ cái này của mình sẽ cả một cầu vồng luôn. Mình sẽ lấy cái miếng này và sẽ làm như thế này nhá. Và mình cũng sẽ làm với tất cả mọi thứ khác. Bây giờ cắt chúng ra như thế này và sẽ dùng cái này để như thế này. Như thế này thì nó sẽ có nhiều màu khác nhau. Bây giờ thì phải ra sốt nó lên. Ôi, cháu làm tốt lắm. Mì của bà thì đã sẵn sàng rồi đây này. Bà sẽ bỏ nó ra đĩa như thế này và cho thêm cả ketchup vào nhớ. Ôi, trời ơi, bà không nhìn thấy cái gì cả. Kính của bà không thấy gì. Ôi, đây là ketchup hay là không ketchup? Bà sẽ cho nhiều. Bà ơi, đầu tiên cần mở đã. Ôi, trời ơi, hình như bà nhầm đầu rồi. Ôi, bà bẩn hết rồi. Úps, nhưng mà rất là thú vị đấy chứ. Ôi, lần sau phải cẩn thận hơn vậy. Và đừng có cười bà. Đấy, bà sẽ cho vào trong mì ống. Và mì đã xong rồi. Vâng, mì của mình cũng đã xong. Mình sẽ cho lên đĩa. Có cái gì đó thiếu ở đây. Tay, đến đây. Mình cơ biết là mình cần gì. Mang đến đây xem nào. Giỏi lắm. Ôi, cái này được đấy. Cái này nó sẽ làm cho cái màu của mình tuyệt vời hơn. Ôi, đúng rồi, trông rất là tuyệt vời, màu rất được. Bây giờ mình sẽ cần một ít sốt. Mình sẽ cho lên trên, cho nhiều nhiều một chút. Nhìn trông rất là hay, nhưng mà thêm mắt vào sẽ còn hay hơn. Ôi, trời ơi, tại sao cháu luôn phải dọa người như vậy? Của cháu thì sao? Đây, của cháu thì có mì như thế này. Muốn ăn nó ngay lập tức, chúc ngon miệng nhá. Yeah, hay quá. Cái món gì mà lạ thế này? Mình cần phải thử nó. Nhưng thành thật là mình không muốn cho lắm. Yêu ơi, thật là kinh tởm. Còn cái mì ống này thì mình thích. Ừ, món này rất ngon. Ồ, còn cái mì này là cái gì đây? Sao đẹp thế? Mình muốn thử. Ồ, trời ạ, cái này không chỉ đẹp mà còn rất ngon. Cái này thắng rồi. Oh no, mình thắng rồi. Yeah. Nào, bà sẽ lau kính một chút nào. Lần này mình muốn một loại nước uống ngon và ngon. Ôi, tay sẵn sàng chưa? Ok, mình sẽ làm. Ôi, suýt thì ngã.
Có gì vậy? À, được rồi, bà sẽ làm cho cháu nước uống. Cháu có thể bắt đầu được không? Vâng, cảm ơn nhé. Mình sẽ cần những viên kẹo rất đẹp, nhưng mà chua. Đầu tiên, cần phải bỏ tất cả những cái vỏ này ra. Sau đó, cho cái này vào trong một cái khuôn như thế này này. Và tất cả những cái kẹo khác đều như vậy. Đấy, cái này sẽ là rất tuyệt vời. Ôi, hết rồi sao? Thôi được rồi. Vậy là đến lúc phải cho chúng vào trong lò như thế này rồi. Sẵn sàng. Đấy, bây giờ đến lúc phải làm nguội cái món này của mình rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này ra khỏi khuôn nhá. Tuyệt, mình rất là thích cái này. Đây là những cái cốc vừa ngon vừa có thể ăn được. Bây giờ mình sẽ lấy M&M ra nhá. Và xếp chúng theo nhiều màu khác nhau. Như này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bà ơi, bà nhìn xem cho biết làm như nào này. Ôi trời ạ, không biết cách sơ sử gì cả. Mình sẽ cho M&M vào trong. Và ở trên mình sẽ rót Sprite lên trên nhá. Đấy, cái này với kem sẽ còn đẹp và còn ngon hơn rất là nhiều. Mình sẽ rắc lên những thứ rất là đẹp này. Và bước cuối cùng, cho những cái ống hút thật là bé tí. Cái này thực sự rất là tuyệt vời. Còn bà thì sẽ làm cho cháu gái một ly sinh tố rất là tốt cho sức khỏe. Bà sẽ cho cả cái cần tây vào, bà nghĩ sẽ rất tốt đấy chứ. Yêu ơi, thật là ghê tởm. Có lẽ Jill sẽ không thích nó đâu. Đấy, không sao, món cốc tay hữu ích của cháu gái đã sẵn sàng rồi. Đẹp và rất là nhiều vitamin. Ở trên cùng nhánh cây và ống hút nữa. Rất ngon phải không? Không, tay, ly đâu? Mình sẽ lấy một ly thích hợp. Và tất nhiên là tráng nó bằng siro dâu rồi. Mình có thể cho cái gì vào đây? Mình nghĩ mình sẽ đổ Sprite vào trước nhá. Đấy, ở trong đó mình sẽ cho một ít màu vào. Và tất nhiên là phải ngoáy nó lên rồi. Tay. Ôi, trời ơi, sợ quá. Ôi, bỏ ra. Nào tay, cảm ơn nhá. Đấm tay nào. Ôi, cái kem này rất là tuyệt vời. Rất hợp với cả cái cốc này. Nó giống não. Và mình sẽ đổ lên trên như thế này. Đấy, và cho thêm cả một cái mắt vào nữa. Và cả nhện. Đấy, bây giờ thì đẹp lắm rồi. Hoàn hảo. Mình đã sẵn sàng rồi chiêu. Ôi đẹp quá. Mình sẽ thử cái này trước nhá. Cái này cũng rất là ngon đấy chứ. Cái này rất ngon. Ôi, cái này là cây gần tây sao? Mình không thử nó đâu. Ồ, còn cái này thì một cái rất là thú vị. Rất là ngon. Và có thể ăn được. Ôi, trời ơi, chua quá. Nhưng mà cái này rất là ngon. Đấy, có người đã chiến thắng rồi. Yeah, mình lại thắng rồi.